One Audio F2, tai nghe không dây đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn DJ với nhịp bass sống động, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, mã giảm giá 50k, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn nhấn vào đường link bên dưới. Xin chào các bạn. Hôm qua, Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã tiếp tục chỉ trích gay gắt Ukraine, yêu cầu Tổng thống Zelensky ngừng xúc phạm Ba Lan giữa lúc căng thẳng về nông sản nhập khẩu. Ông Morawiecki nói trong cuộc vận động bầu cử ở thị trấn Skwinnik, miền đông đất nước hôm 22 tháng 9 rằng: "Tôi muốn nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng đừng bao giờ xúc phạm người Ba Lan nữa, như ông ấy đã làm trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc gần đây. Người Ba Lan sẽ không bao giờ cho phép điều này. Bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của Ba Lan không chỉ là nghĩa vụ, danh dự của tôi mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ." Thủ tướng Ba Lan nói thêm: "Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi lập luận của mình trong bối cảnh địa chính trị hiện tại và chúng tôi biết những lý lẽ này nên được hình thành như thế nào." Như vậy, quan hệ giữa Warsawa và Kiev tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi Ba Lan tuần trước đơn phương duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp Ủy ban châu Âu thông báo chấm dứt lệnh cấm áp đặt từ tháng 5. Ukraine đáp trả bằng cách khiếu nại Ba Lan lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và cảnh báo có thể áp lệnh cấm đối với trái cây, rau quả nhập khẩu từ Ba Lan. Sau đó, Thủ tướng Mateusz Morawiecki hôm 20 tháng 9 cho biết sẽ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine để tập trung xây dựng nền quốc phòng. Dưới lúc căng thẳng hai nước leo thang về vấn đề xuất khẩu nông sản, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Müller sau đó nói rằng Ba Lan sẽ chuyển giao các lô vũ khí và đạn dược theo thỏa thuận đã đạt được, trong đó có những hợp đồng đã ký với Ukraine. Và dù Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã lên tiếng đính chính rằng ý của Thủ tướng Morawiecki muốn là Ba Lan sẽ không chuyển giao cho Ukraine những loại vũ khí mới mà Ba Lan đã đang mua để hiện đại hóa quân đội Ba Lan, nhưng Warsaw vẫn tiếp tục chuyển giao viện trợ được cam kết từ trước, thì thực tế lời đính chính này của Tổng thống Ba Lan lại càng làm tệ hơn tình hình, bởi nó cho thấy hai điều. Đầu tiên, các loại vũ khí mà Ba Lan viện trợ cho Ukraine trong cam kết đều là những khí tài có nguồn gốc Liên Xô. Và như vậy, rõ ràng Kiev chỉ nhận được những vũ khí cũ trong kho của Ba Lan. Ngoài việc chúng đã cũ thì số lượng chắc chắn chỉ có hạn. Và như vậy, một ngày nào đó, Ba Lan sẽ không còn những loại vũ khí này để viện trợ nữa. Và như vậy, chẳng khác gì Ba Lan ngừng viện trợ. Thứ hai, theo giải thích của Tổng thống Duda, thì Ba Lan sẽ không chuyển giao cho Ukraine những loại vũ khí mới mà Ba Lan đang mua để hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Thì rõ ràng, sau khi xả kho vũ khí cũ thời Liên Xô, thì Ba Lan đang có điều kiện và tiền bạc để nhập vũ khí mới chuẩn NATO. Được biết, Ba Lan đã ký nhiều thỏa thuận vũ khí hàng trăm tỷ đô la với hai đối tác chính là Mỹ và Hàn Quốc, những nước mà Ba Lan đặt mua hàng nghìn xe tăng K2 Black Panther, xe tăng Abraham, pháo K9 Thunder, pháo HIMARS hay hệ thống phòng thủ Patriot, toàn những vũ khí xịn sò của phương Tây để hiện đại hóa quân đội. Bản thân Tổng thống Duda cũng nhấn mạnh, khi chúng tôi nhận vũ khí mới từ Mỹ và Hàn Quốc, chúng tôi sẽ chuyển giao vũ khí đang được quân đội Ba Lan sử dụng, có lẽ chúng tôi chuyển nó sang cho Ukraine. Vậy thì rõ ràng, viện trợ vũ khí cho Ukraine đã mang lại nguồn lợi lớn cho Warsaw, không chỉ từ nguồn tiền trả nợ viện trợ của Ukraine, mà còn từ nguồn ngân sách ưu ái của NATO và Mỹ. Khi mà giới chức Ba Lan luôn kêu gọi các đồng minh hỗ trợ Ba Lan, bởi họ là quốc gia giữ vai trò chủ chốt ở sườn phía đông NATO và là tiền tiêu chống Nga tấn công. Ngoài việc gửi nguồn vũ khí riêng, Ba Lan còn là quốc gia trung chuyển quan trọng cho vũ khí mà Mỹ và các nước phương Tây khác gửi đến Ukraine. Ba Lan cũng tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn Ukraine từ khi chiến sự xảy ra. Dù là hai nước gắn chặt nhất trong cuộc chiến hiện nay, nhưng quan hệ giữa Warsaw và Kiev xấu đi nhanh chóng sau khi Ba Lan tuần trước đơn phương duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Bất chấp Ủy ban châu Âu thông báo chấm dứt lệnh cấm áp đặt từ tháng 5, Hungary và Slovakia cũng phản đối quyết định của Ủy ban châu Âu. Ukraine đáp trả bằng cách khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Kiev cũng cảnh báo có thể áp lệnh cấm đối với trái cây, rau quả nhập khẩu từ Ba Lan. Vấn đề ngũ cốc đặc biệt nhạy cảm với Ba Lan khi nước này chuẩn bị diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới. Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền hiện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri vùng nông thôn. Ba Lan sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 10. Đảng Luật pháp và Công lý BIS cầm quyền của Thủ tướng Morawiecki đang vấp phải sự chỉ trích từ phe cực hữu vì điều mà họ cho là thái độ phục tùng của chính phủ đối với Ukraine. Vấn đề ngũ cốc đặc biệt nhạy cảm với Ba Lan bởi Đảng Luật pháp và Công lý hiện nhận được ủng hộ mạnh mẽ của cử tri nông thôn. Các nhà phân tích cho rằng điều này đã buộc Đảng Luật pháp và Công lý phải áp dụng cách tiếp cận mang tính đối đầu hơn với Ukraine trong chiến dịch tranh cử. Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Ross cho biết Warsaw không thay đổi chính sách đối với Ukraine nhưng đã có sự thay đổi căn bản trong nhận thức của dư luận Ba Lan. Về quan hệ hai nước, khi mà được hỏi cần làm gì để cải thiện nhận thức này, ông Ross cho biết sẽ cần đến nỗ lực ngoại giao tuyệt vời. Trong khi đó, về Kiev, với hoàn cảnh vô cùng khó khăn và xuất khẩu ngũ cốc là nguồn sống hiếm hoi
thì trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc đầu tuần này, Tổng thống Zelensky nói Ukraine đang nỗ lực bảo toàn các tuyến đường bộ để xuất khẩu ngũ cốc. Nhưng một số bạn bè của chúng tôi ở châu Âu vừa thể hiện tình đoàn kết trên sân khấu chính trị, tạo nên sự giật gân từ vấn đề ngũ cốc. Ông Zelensky nói thêm, họ dường như đóng vai của chính mình, nhưng thực tế đang giúp dàn dựng sân khấu cho diễn viên Moscow. Tuy nhiên, theo rất nhiều chuyên gia, việc Tổng thống Zelensky và giới chức Kiev đang gây mất lòng Warsaw sẽ khiến nước này hoàn toàn có thể đánh mất một nguồn viện trợ quan trọng ở thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi chiến dịch phản công của Ukraine đang đình trệ và họ cần hỗ trợ hơn bao giờ hết. Bên cạnh tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chính phủ Ba Lan hồi đầu tuần còn nói rằng họ sẽ có thể không mở rộng hỗ trợ cho người tị nạn vào năm tới. Mặt khác, các chuyên gia nhận định chọc giận Ba Lan cũng có thể đẩy Ukraine vào thế khó khi nước này đang cố gắng vận động để trở thành thành viên EU. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, nhiều lãnh đạo của EU đã lên tiếng ủng hộ việc kết nạp thêm Kiev. Tuy nhiên, theo thời gian, EU cũng thừa nhận rằng việc hỗ trợ một quốc gia có hơn 40 triệu dân, đông hàng đầu châu Âu, lại đang bị xung đột tàn phá, đồng nghĩa bản thân EU cũng sẽ phải thay đổi. Đó là còn chưa kể tới việc thực tế trong số 40 triệu dân Ukraine trước kia, giờ có hàng chục triệu người đang tị nạn khắp châu Âu, gây ra gánh nặng về trợ cấp, an sinh và tình hình xã hội ở các nước EU vốn đang khủng hoảng trầm trọng trong vấn đề người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi đổ đến. Chính vì vậy, việc chấp nhận Ukraine vào thị trường EU sẽ khiến cho khối phải xem lại chính sách nông nghiệp chung. Sau đó, những câu hỏi lớn hơn về chi phí tái thiết, viện trợ khu vực và yêu cầu cải cách và quy trình nội bộ của EU. Trong tất cả những cuộc tranh luận này, các quốc gia thành viên hiện tại của EU đều có nguy cơ hứng chịu những tổn thất nhất định về chính trị và kinh tế khi ủng hộ Ukraine. Một quan chức EU nói rằng ngũ cốc là bài kiểm tra đầu tiên. Căng thẳng đang thực sự bùng lên giữa Ukraine và các nước láng giềng EU gần gũi của họ, Ba Lan, Hungary và Slovakia, cũng như Romania. Nhà phân tích địa chính trị Nicolas Mikovic ở Paris, Pháp nhận xét, cuộc tranh cãi khó chịu này có thể nhanh chóng leo thang ngoài tầm kiểm soát. Ông Mikovic nói rằng cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Ba Lan là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới cách phản ứng của nước này, bởi chúng khiến Warsaw không còn nhiều lựa chọn và phải thể hiện lập trường cứng rắn để bảo vệ nông dân trong nước. Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Mateusz Morawiecki cần lá phiếu từ nông dân để duy trì quyền lực trong các cuộc bầu cử sắp tới. Vì vậy, Ba Lan chắc chắn sẽ không chấp nhận tối hậu thư của Ukraine và thậm chí còn có khả năng ngăn chặn việc Ukraine gia nhập EU. Chuyên gia Pháp giải thích, sự hào phóng của người Ba Lan sắp chấm dứt. Trong khi đó, Peter Skorder, cựu chuyên gia phân tích về Nga tại cơ quan tình báo trung ương Mỹ, CIA, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, bình luận rằng căng thẳng và bất đồng giữa Ukraine và một số quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất chắc chắn sẽ tạo nên niềm tin cho Điện Kremlin rằng hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine khó có thể ổn định về lâu dài. Giới phân tích cảnh báo, cuộc tranh cãi còn cho thấy một bất đồng tương đối nhỏ cũng có phát triển thành thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Thời điểm xảy ra tranh cãi cũng là một đòn giáng đối với Ukraine khi nó bùng lên giữa lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky ở New York để vận động ủng hộ toàn cầu dành cho Ukraine. Và cuối cùng thì chuyến đi của ông Zelensky đến Mỹ đã gần như trắng tay khi khác với tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine được tung hô như một vị anh hùng, được phát biểu trước lưỡng viện Mỹ và mang về một mớ viện trợ cùng vũ khí. Thì trong chuyến đi lần này, ông Zelensky không có gì cả. Thậm chí chìm trong chỉ trích nhất là khu quân đội Ukraine tổn thất nặng nề mà không đạt được thành công gì sau gần 4 tháng phản công với hàng loạt vũ khí đến từ phương Tây. Cảm ơn quý vị đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.